Hiếu View xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hiện tại bây giờ thì em đang có mặt tại nhà chị Thu Sao ở thành phố Cao Bằng. Thực ra thì nhà chị là cũng rất gần nhà em thôi, nhưng mà bởi vì là thực tế thì ở thành phố ấy, nếu mà khác phường hoặc là khác con phố rồi đã không biết nhau rồi mọi người ạ. Nhưng mà chị Thu Sao thì khá là nổi tiếng và cũng rất là nhiều yêu cầu của quý vị và các bạn là em sang trực tiếp nhà chị để chơi và tham quan. Và cũng là để cho mọi người là tìm hiểu thêm những thông tin của chị. Nên là hôm nay là em đã có mặt tại nhà chị đây nhá. Đấy thì bây giờ là em sẽ mời chị ngồi nói chuyện xong rồi giao lưu một chút. Để cho mọi người cùng tìm hiểu thêm về chị Thu Sao nhá mọi người nhá. Này có hai khách VIP đây. Đây là dưới tầng 1 của nhà chị này. Đây là anh Hoa Cương. Anh chị là đang chuẩn bị đi về nhà ở dưới trong quê, ở dưới Đông Khê, Thạch An. Hôm nào chị lên thì đưa mọi người lên để xem ở trên kia chỗ cơ sở sản xuất lạc sườn Ba Chỉ hun khói. Và cái chỗ để tiếp các khách ở các tỉnh xa về để du lịch, họ muốn ngồi để tâm sự lâu hơn ấy. À là ở để, trên tầng trên á chị? Trên tầng trên, còn bây giờ chị ngồi đi về. Vâng. À, chị đang chờ Viettel sang đóng hàng ấy. Đóng xong hàng chị về luôn ấy. Thế có nghĩa là chị là bình thường là làm cả lạp sườn với lại thịt hun khói các thứ nữa? Ừ, thế ạ. Có cả máy thái, máy nhồi, rồi là lò hun khói, có đầy đủ hết. Bà gội đầu á bà? Vâng. Chị là toàn là để các cụ hàng xóm để gội, gọi là vừa giúp các cụ mà lấy một chút ít thôi, 10.000. Đấy. Còn người ta gội đầu 30.000, 50.000. Đây gội cho các cụ lấy 10.000. À thế lấy 10.000 đấy. Gội không thì các cụ lại ngại. Vâng. Thế bây giờ là cứ gội là chỉ lấy 10.000 thôi. Đấy, mình nhìn thôi. Đấy, hàng xóm. Giúp đỡ đó chị. Dừng với các cụ. Bà lựa lựa nhé. Bà làm quen rồi mà. Lựa lựa. Đấy, trong nhà chị là cũng có một cái bàn là vừa để gội đầu cho khách luôn nha mọi người. Làm đẹp nữa. Vâng. Bà hạ xuống thì hạ xuống là bà tự nhất người nhé. Người già mà làm khó khăn, gội đầu khác gội nhà rất là khổ. Nhưng mà hàng xóm đều hạ người xuống rồi. Đấy, cho bà. À mà chị Thu Sao là vẫn làm spa chứ nhỉ? Đấy, vẫn làm spa hả? Mà là làm cho các khách du lịch á. À vâng ạ. Các khách du lịch họ đi thì là thế, còn nếu như có khách mà vào đây gội đầu là những người già cả là chị cũng gọi là vừa làm vừa giúp thôi, làm cho vui thôi. Còn nếu mà bảo không lấy tiền thì sợ các cụ là cũng ngại là sau lại cũng không vào. Chị lấy có 10.000 thôi mọi người ạ. Gọi là giúp được ai thì mình cảm thấy nhẹ lòng. Chị Thư Sao, ảnh trên kia là chồng. Hai đứa không vậy? Đây là ông chồng quá cố. À vâng, đây là chồng quá cố của chị đây rồi ạ. Còn đây là hai con gái chị đây. Hai con gái. Vâng. Thế chị Thu Sao, em hỏi thật chị một chút là chị chính thức là chị sinh năm bao nhiêu? Sinh năm 56, năm nay là 67 tuổi rồi. Năm nay 67 tuổi rồi ạ? 67 tuổi. Ôi dồi, gần 70 rồi. lúc cưới là 62, bây giờ là 5 năm rồi. Là năm thứ 6 rồi. Nhưng mà nhìn chị bên ngoài vẫn khỏe mạnh mà nhanh nhẹn mà trẻ nhỉ? Thì bây giờ là mình cứ làm thì 67 tuổi như này là rất là nhanh nhẹn và khỏe mạnh. Thế cho nên là cộng đồng mạng là ai đi du lịch Cao Bằng là không vào đây thì có nghĩa là không được đi du lịch. Vâng, đúng không rồi. Nói như vậy. Vâng. Bỏ vào mà không gặp được chị coi như là một chuyến đi uổng công. Ai cũng muốn. Vâng, thế. Đưa em thế còn như anh Hoa Cương là sinh năm bao nhiêu ạ? Sinh năm 92. 92. Năm nay 31 rồi. Vâng. Cả tuổi một năm. Anh làm gì đấy? Còn nói cho em một tí, làm nào một tí gửi hàng không thể làm.
tiện em đang sang đây thì là gội đầu bồ kết lá chua là đến từ thiên nhiên và chống được rụng tóc đấy, cho nên là rất là nhiều cái hiệu quả về cái bồ kết này là có cả lá chua đó. Thế bây giờ là có nghĩa là gội theo cái gội theo các cụ dân gian ngày xưa đấy, cái này pha ra nó chỉ có nước bọt thôi nhưng mà nó rất là sạch, gọi là dược phẩm lành thôi đúng không? Đấy, từ thảo dược thôi, thảo dược thiên nhiên ấy. Thiên nhiên chứ có cho dầu gội đầu không chị? Không, dầu thì mới phải gội cái này. Vâng, đây thay dầu gội đầu nhé. Vâng, chỉ cần cho ít nước nóng vào đây là xong, nó ra như thế này đấy, rồi mình vò ra hết một cái đi là bứ múc lên gội lên đầu, xong rồi gội sạch là mình vẫn xả bình thường. Thế cái sản phẩm này thì chị để gội cho khách thôi hay chị có bán không? Khách làm bán đây. À, có cả bán đây phải không ạ? Đấy. Đây mọi người nhé, đây là sản phẩm gội đầu thiên nhiên này. Đây này. Của chị Thu Sao và chị Khác làm. Muối chẩm chéo. Vâng. Đấy, có cả muối chẩm chéo nữa. Muối chẩm chéo tự làm đi. Đây và đây em thấy là chị bán rất nhiều đồ mọi người ạ. Toàn bộ hơn 40 mặt hàng. Vâng. Nhiều cái sản phẩm đặc sản của vùng miền Cao Bằng mình luôn. Đây nè, có cả hạt hạt bí này, hay chè rào cổ lam mọc nhĩ này, và miến phia đén đặc sản của Cao Bằng, mọc nhĩ các thứ. Rất là nhiều các cái hàng khô, hàng nông sản mọi người nhé. Nếu quý vị các bạn mà có đi du lịch Cao Bằng thì có thể là có rẽ vào nhà chị chơi, nhà chị là ngay thành phố Cao Bằng thôi. Rất là thuận tiện, chỉ cần hỏi nhà chị Thư Sao là gần như là ai cũng biết. Mọi người vào đây là có thể mua được những cái đồ đặc sản của Cao Bằng luôn. Cái này là cái gì hả chị? Cái hộp vàng vàng này. Cái này là trà Montijo. Trà thải độc tế bào gốc. Đấy nha, hôm nay là mọi người đã được mục sở thị trực tiếp chị Thư Sao rồi nha. Mà cứ cho mấy trăm nữa. Cái gì? Xả láng rồi. Ăn chơi rồi. Anh ơi, khách đến rồi đây, lấy em ăn hàng đi. Hello, xin chào mọi người. Hôm nay là mình chuẩn bị đi về quê, đang buộc đồ rồi. Mình lại có ba đồng chí bên kênh YouTube, không biết là kênh Nga nào. Kênh Hiếu View ạ. Em là... Kênh Hiếu View ạ. Dạ vâng ạ. Hiếu View cũng là ở Cao Bằng. Nhưng đến bây giờ mới đến gặp chị Thu Sao, cứ làm như là xa ngàn dặm vậy. Nhưng mà biết đến còn hơn, mộng màng còn hơn đàng hoàng là không biết đến. Mọi người vào sau thì follow cho cái gì nhỉ? Vừa nói xong đấy. Hiếu view nha. Bây giờ là chúng ta cùng tương tác, hợp tác để gọi là mất nhau. Để xem có những cái vùng miền xa xôi, có những nơi có ẩm thực lạ để chúng ta cùng chia sẻ, cùng tốt cho cuộc sống của chúng ta nha. Cảm ơn chị. Hôm nay còn ấm quá. Hôm nay mặc cái áo này là không đúng sách này. Ồ, nhưng mà ra đường đi xe vẫn lạnh mà. Ra đường đi thì lạnh. Như trời như mùa hè. Nhưng mà nó thay đổi thời tiết này là cuối tuần nó lại lạnh này. Cũng đi lạnh. Ấm lên cái này xong bắt đầu trời lại đổi lạnh. Bắc Giang, Bắc Ninh. Cũng vào đây nhiều đúng không? Vào nhiều, tối qua muộn khách ngay hết. Ở đây nhà mình trước em tưởng là có phòng trọ mà phải không chị? Trước kia là hai nhà của chị hết. À. Lúc ông chồng chị quá là một mình không quản nổi. Là bên này, nhà bên này, bên cạnh. 2016 chị bắt đầu mấy ngăn để bán đi một nửa. À vâng, đấy, 2016 2017 là bắt đầu quen Hoa Cương, 2018 cưới. Nếu biết thì mình để cả thì vẫn còn để làm nhà nghỉ được. Vâng. Tại vì phòng các kiểu vẫn còn đầy đủ hết mà. Xong hơi massage và hai phòng hát các kiểu đầy đủ hết. Nên chị để lại một bộ hát đây. Lâu lâu hát nhưng mà không có thời gian để hát bao giờ. Có nghĩa là trước là em đi làm ở đây xong rồi ở trọ nhà chị Thu Sao đúng không? Vâng, trước em làm ở dưới cơ khí ngay ngôi sáng này. À. Làm cơ khí anh tưởng là làm xây dựng.
Ui, em làm cái gì em cũng làm. Làm cơ khí xong rồi quen chị bắt đầu mới làm xây dựng xây cái nhà trước cửa này. Sau 7 tháng. Từ khi em học xong, nói chung nghề gì cũng làm qua rồi. Bươn phải từ đất vàng cho đến từ miền Bắc vào đến Hà Nội vào Thanh Hóa quay ngược về. Thế là cũng bươn trải nhiều đúng không? Nghề gì cũng đi một thời gian. Cũng sương gió rồi. Nhưng mà con người của nói chung mình ra ngoài cái gì mình cũng làm được anh ạ. Cũng có cái duyên và cũng có cái số đấy chị sao nhỉ? Duyên số đấy chứ mà muốn chứ không phải đơn giản. Em đi cái gì em cũng làm, chứ cái gì làm tới tiền làm không trái pháp luật thôi. Thế ở dưới kia là mình chả có làm một cái nhà mới nữa rồi đúng không? Làm cái nhà nhỏ nhỏ ra từ nhà sàn buổi sáng thì ông bà ấy dậy sớm này, ôi ầm nhà sàn nó hay kêu mà. Tại vì mình làm mình không đóng đi ghép ván nó vào đây. Xong rồi anh thấy có cái clip như là có cả cái dòng, một cái con mương nào chảy qua nhà mình, xong rồi mình đắp lại xây một cái bể bơi đúng không? Dòng suối, hay hè nước bắt đầu mùa này nước xuống bé. Hay phết đấy nhỉ, cái kiểu đấy về tắm mát cũng sướng. Mùa hè thì sướng á, mùa hè nó mát. Đấy vừa rồi là chị đã gội đầu xong cho một khách là cụ bà này mọi người nhé. Nó mất khoảng 10 phút. Một đoàn kể cả từ 4 người trở đi 2 người cũng được. Là nếu như có thời gian ấy làm trải nghiệm một người miễn phí luôn, là chăm sóc da ấy. Đấy. Thế thì mọi người bảo chị ơi chị làm đi, không phải là vì kinh doanh mà là vì tất cả mọi người. Là nam hay là nữ hả chị? Nam nữ đều đòi hỏi ấy. Là chị làm hết phải không ạ? Chăm sóc này là không phải là chỉ chuyên về nữ. Vâng. Mà là trai hay gái nó đều là cái da này nó đều có cái độc tố chất trì mình ăn mình uống này, là cái sức đề kháng cho mỗi con người. Có nghĩa là chế độ đấy. Spa của chị là còn có cả đồ để uống nữa. Ừ. Đồ để uống. Bây giờ là đấy cái đấy là tháng 3 này là chị được bên Malai là bên công ty là chị đang phân phối về cái trà của bên đấy. Là đây không phải của Việt Nam, Malai. Bên Malai. Vâng. Là tháng 3 này là được đi miễn phí 100% luôn. Đi xa để tham quan nhà máy với lại cái nơi sản xuất đóng gói các kiểu là để mọi người tin tưởng và dùng sản phẩm ấy. Vâng. Chứ không phải là mình khác tự lấy vớ vẩn về mình bán được đâu. Vâng. Và chị là cái người trải nghiệm. Đấy, uống vào sau 2-3 tháng là người khác luôn. Bây giờ chị đang tập yoga với lại dưỡng sinh. Lúc đầu chị bị thoái hóa khớp xương gối này, tràn dịch, chị phải đi cách đây 2 tháng rồi. Đi 108, hút dịch hết mấy triệu bạc mà về cũng không khỏi. Đấy, uống cả thuốc xương khớp của Úc mà cũng không khỏi. Thế là dùng đến cái thải độc tế bào gốc này, thái là bắt đầu là tập được yoga, là biết trồng cái cây chuối dựng đứng lên như thế này. Đấy, đấy, lúc đấy hàng đi đấy, có cả lạc sườn, cả ba chỉ, cả tam thất rồi là bún biết các thứ ấy. Đấy, chỉ có mấy đơn, tại vì là hôm qua vừa gửi rồi hôm nay lại cứ ngày nào túc tắc chỉ nói chuyện thôi, mong ra ở đơn hàng thế hạnh phúc rồi. Nhiều người ta còn thuê quảng cáo các kiểu kia này nọ còn không ra nổi đơn mà hàng. Toàn bộ là đấy. Anh chị tự làm hết, tự làm hết, nhiều cái tự làm. Có thuê nhân viên nào thêm nào không? Lúc mà làm lạc sườn ba chỉ thì phải thuê người để buộc, tức là nhồi máy ra mầm thế này, nhưng mà lại phải buộc buộc xong treo, buộc cái khúc này xong rồi treo phơi, rồi ba chỉ này, thịt than này là phải xiên, phải có cái que sắt nhọn xiên, tại vì cái gì nó mình không thể làm xiên bằng cái gì được, phải là cái thép cứng nhỏ để xiên qua, xong bắt đầu lấy dây buộc ướp, xong là còn phải phơi nắng 2 nắng, bắt đầu mới hun khói một đêm, một ngày một đêm được một cái miếng ba chỉ lạc sườn là không phải đơn giản đâu. Hôm nào chị lên chị làm hàng xong rồi là chị điện cho em là ngày nào rảnh thì hẹn để cho em sang là rán 2 món đặc sản, 3 món thịt than, đó là thịt than là hấp lên hoặc là rán xong rồi đập như xé như thịt trâu, uống rượu là chuẩn. Đấy, thưa quý vị và các bạn, bây giờ em đang được trực tiếp là ngồi nói chuyện và giao lưu với chị Thu Sao. Bởi vì là bây giờ là chị cũng bận nên là hôm nay là may quá, thì lúc sang thì chị vẫn còn chưa kịp đi về dưới quê. Đấy thì là thực tế thì nhà em đến với nhà chị thì cũng rất gần thôi, nhưng mà cách một con sông. Nhưng mà bởi vì ở thành phố như quý vị các bạn cũng biết là nếu chỉ cần khác phường khác ngõ thôi là đã gần như là nó khó biết nhau rồi.
Vì mặc dù là chị rất nổi tiếng thì hôm nay là em có dịp được sang được giao lưu với chị đây. Thì mặc dù ngồi giao lưu một tí thôi nhưng mà chị rất là thoải mái, rất là phải lời mọi người ạ, rất là dễ gần. Và nhìn thực tế chị bên ngoài thì là trẻ hơn so với độ tuổi rất là nhiều. Đấy, chính thức là chị năm nay là 67 tuổi rồi mọi người ạ. Đấy, còn trước đây cái thông tin bắt đầu từ khi chị tổ chức đám cưới với anh Hoa Cương ấy, mà lúc đấy là chị bắt đầu nổi tiếng là 62 tuổi, mà đến bây giờ đã là 67 tuổi rồi. Mà chị nhìn rất là trẻ mọi người ạ. Đây, mọi người có thể nhìn chị đây. Đấy, mình thấy và đâu nhỉ? Mình xin cảm ơn tất cả các bạn trên kênh YouTube của Hiếu Viêm. À, hôm nay là cũng là nhân duyên để chị em giao lưu với nhau một chút, nhưng mình đang bận về quê. Hẹn các bạn để dịp khác là các bạn này sang đây thì mình sẽ làm mấy món để ngồi gọi là uống rượu với nhau. Đấy, và sẽ cho xem cơ sở sản xuất và tất cả các mặt hàng của mình, có thể là cũng nhờ vào kênh của Hiếu Viu là mọi người sẽ ủng hộ mình chẳng hạn đó. Cao Bằng thì đặc sản. Đây, bây giờ là mình đi về, mình xin cảm ơn tất cả các bạn. Đây, anh Hoa Cương đang chuẩn bị xe và đồ đạc để hành trình về quê đây. Từ đây về dưới nhà chị là cũng khoảng 38 cây thì tầm độ hơn tiếng. Nếu mà đi hơn một tiếng ạ. Vâng. Là Hoa Cương khắp 38 cây thì là một tiếng là đến nơi rồi. Nhưng chị đi phải tiếng rưỡi, không cho đi nhanh. Phải có người ngồi đằng sau để thúc ông ấy là không được đi nhanh. Nhiều lúc đi nhanh quá phải cấu vào sườn. Đi nhanh là khó. Đấy chị ơi, thế ông bà nội thì là ít tuổi hơn chị nhỉ? Ít hơn nào? Mẹ ít hơn 8 tuổi, bố ít hơn 4 tuổi. Vâng. Bố chị là bằng tuổi ông chồng cũ của chị. Hoa Cương thì là... Mà bây giờ là anh chị là có việc là phải về quê rồi mọi người ạ. Thì bây giờ em cũng xin phép là kết thúc cái video ở đây nhá. Hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo. Xin chào, hẹn gặp lại.